Chào mừng quý nhà đầu tư đến với dự án GS Nhà Bè, nơi những căn nhà thành tác phẩm nghệ thuật sống và không gian sống lý tưởng cho mọi gia đình. Là một nơi nghỉ dưỡng trở về sau những giờ làm việc cực nhọc. Nơi đây, quý anh chị thực sự có cảm giác tự do, thoải mái, hòa mình vào thiên nhiên khi quý anh chị bước chân vào ngôi nhà của mình tại GS Nhà Bè. Và hôm nay, một siêu phẩm Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị là một căn nhà phố. Căn nhà phố được thiết kế 7 x 17 và phía trước chừa 3m, phía sau chừa 2m. Xây dựng gồm 1 trệt, 2 lầu rưỡi. Chủ đầu tư xây dựng rất kiên cố, chắc chắn và khá đẹp, phải không quý anh chị? Và như mọi người nhìn thấy, đường trước nhà rộng 12m, có vỉa hè trồng cây xanh, trước nhà thoáng mát. Vỉa hè cây xanh mang lại một không khí trong lành và mát mẻ cho công viên trước căn nhà của mình. Và xe hơi thì quý anh chị có thể đậu trong nhà hoặc đậu dọc theo ngoài đường. Vì đối diện nhà không có nhà nên quý anh chị có thể đậu từ 1 đến 3 chiếc xe hơi cũng rất là thuận tiện. Và bây giờ cùng với Phước Sửu vào bên trong để khám phá căn nhà này nhé. Tầng trệt bước vào là phía trước là sân rộng, có thể làm một bên là tạo một cái tiểu cảnh trồng cây xanh, một bên là có thể đổ được chiếc xe hơi 7 chỗ nha quý anh chị. Và mình di chuyển vào bên trong tay phải là một phòng khách khá rộng nè. Tay trái thì mình có thể thiết kế được, ở đây là thiết kế một thang máy ôm theo cầu thang để đi lên tất cả các tầng. Và còn toilet thì mình có thể đặt dưới chân cầu thang hay là phía sau cùng phía bên tay trái nha quý anh chị. Rồi và bây giờ cùng với Phước Sửu di chuyển lên lầu 1 nha quý anh chị. Ở đây khá rộng rãi nha quý anh chị ạ. À, quý anh chị có thể thiết kế thành 2 phòng ngủ lớn hoặc một phòng ngủ gọi là master bedroom có toilet gọi là xịn sò nằm bên trong. Trước sau đều có ban công nên gió đối lưu không khí rất là mẻ và thoáng đãng hơn rất là nhiều căn nhà khác. Và bây giờ mình di chuyển lên lầu 2 nha. Trên lầu 2 thì cũng sẽ được 2 phòng ngủ nữa. Vậy là mình có tổng cộng là 4 phòng ngủ không quý vị. Và tương tự như tầng dưới thì rất là đẹp và đầy đủ công năng cho một căn nhà với 4 phòng ngủ. Rồi bây giờ mình di chuyển lên tầng trên cao, tầng áp máy đây ạ. Và có thể trở thành một phòng sinh hoạt chung, đọc sách, đánh đàn hay là làm phòng để đón tiếp những cái nơi khách hàng mà mình có thể nghỉ ngơi ở lại với căn nhà của mình ha. Mình chỉ cần áp la phong gỗ lên cái máy là tạo cho một cái không gian khá rộng rãi và mát mẻ của anh chị ha. Cảm ơn quý chị đã xem qua video và anh chị đừng quên like, share, comment và subscribe kênh của Phước Sửu nha.